Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đã quyết định chọn Việt Nam là một trong 11 nước chủ nhà của vòng loại giải vô địch U23 châu Á năm 2023. Đây là lợi thế lớn cho thầy trò huấn luyện viên Chusier. Huấn luyện viên Chusier tập trung vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024, giải vô địch U23 châu Á, U23 Asian Cup là một trong những trọng điểm mà huấn luyện viên Chusier cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, hướng đến trong năm nay. Một trong những lý do khiến huấn luyện viên Chusier cử U20 Việt Nam tham dự ASEAN 19 là để dành U23 Việt Nam cho vòng loại U23 châu Á năm 2024, giải đấu trùng với FIFA Day và không ảnh hưởng đến V-League. Hơn nữa, đây sẽ là vòng loại mà Việt Nam làm chủ nhà một bảng. Theo thông báo mới nhất từ AFC, Việt Nam nằm trong số 11 quốc gia giành quyền đăng cai một bảng đấu, bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan. Đáng chú ý, không phải quốc gia chủ nhà nào cũng nằm ở nhóm hạt giống số 1. Nhờ thành tích tốt trong các giải đấu gần đây, Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan. Dự kiến AFC sẽ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á năm 2024 vào ngày 25 tháng 5 tới 46 đội tuyển bao gồm cả nước chủ nhà của vòng chung kết là Qatar được chia vào 4 nhóm hạt giống, bốc thăm lần lượt vào 11 bảng đấu. Với việc làm chủ nhà, ngoài việc không phải gặp các đối thủ ở nhóm hạt giống số 1, U23 Việt Nam cũng sẽ tránh được các nước chủ nhà ở nhóm hạt giống khác bao gồm Kuwait, Tajikistan, Bahrain, nhóm 2, Indonesia, nhóm 3 và Trung Quốc, nhóm 4. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Chusier rất có thể rơi vào bảng đấu vừa tầm, thậm chí là dễ thở. Như vậy, không chỉ có lợi thế sân nhà, U22 Việt Nam còn sáng cửa đi tiếp nếu bốc thăm đủ may mắn. Theo thể thức của AFC, 11 đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ lọt vào vòng chung kết cùng chủ nhà Qatar. Giải U23 châu Á năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 3 tháng 5 năm 2024, đồng thời là vòng loại Olympic Paris 2024 của AFC.